Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sau đây chúng con xin đi đầu giới thiệu chư tôn đức tăng ni giáo phẩm đã quang lâm tham dự đại lễ Vu Lan tại chùa Điều Ngự ngày hôm nay. Chúng con cung kính giới thiệu Hòa thượng Thích Viên Lý, chủ tịch tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại, trú trì chùa Diệu Pháp, viện chủ chùa Điều Ngự. Chúng con cung kính giới thiệu Hòa thượng Thích Viên Thành, phó chủ tịch Hội đồng Giáo phẩm kiêm tổng vụ trưởng nghi lễ, viện chủ chùa Diệu Pháp. Chúng con cung kính giới thiệu Hòa thượng Thích Viên Huy, phó chủ tịch Hội đồng điều hành kiêm tổng vụ trưởng xã hội tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại, trụ trì chùa Điều Ngự, kiêm tưởng ban tổ chức đại lễ Vu Lan. Chúng con cung kính giới thiệu Hòa thượng Thích Minh Giác, viện truyền thống binh đăng quang Westminster. Chúng con cung kính giới thiệu thượng tọa Thích Minh Hồng, chùa Diệu Quang. Chúng con cung kính giới thiệu thượng tọa Thích Pháp Giới, thiền viện Quang Âm. Chúng con cung kính giới thiệu đại đức Thích Minh Tuyền, tịnh xá Minh Đăng Quang. Chúng con cung kính giới thiệu đại đức Thích Minh Cảm, chùa Nguyên Thủy. Chúng con cung kính giới thiệu đại đức Thích Phổ Thuận, chùa Đại Bi Quang Âm. Chúng con cung kính giới thiệu đại đức Thích Thanh Nguyên, phó tổng vụ giáo dục tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại. Chúng con cung kính giới thiệu đại đức Thích Ấn Minh, phó tổng vụ xã hội tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại. Chúng con cung kính giới thiệu Venerable Thích Tuệ Hải, giảng viên từ West of University. Chúng con cung kính giới thiệu đại đức Thích Nhật Tường, phó tổng vụ nghi lễ tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Chúng con cung kính giới thiệu đại đức Thích Ấn Nguyên, chùa Diệu Pháp. Chúng con cung kính giới thiệu đại đức Ấn Trí, chùa Diệu Pháp. Chúng con xin tiếp tục đảnh lễ và cung kính giới thiệu chư ni. Chúng con xin đi đầu cung kính giới thiệu ni sư Thích Nữ Như Như từ Quang Âm Tịnh Thất. Chúng con đi đầu cung kính giới thiệu ni sư Thích Nữ Trí Thiện. Chúng con xin cung kính giới thiệu ni sư Thích Nữ Chân Lâm từ Tu Viện Viên Quang. Chúng con xin đi đầu cung kính giới thiệu sư cô Thích Nữ Huệ Liêm từ Tịnh Xá Ngọc Thiện. Chúng con xin đi đầu cung kính giới thiệu sư cô Thích Nữ Trí Định từ Tịnh Xá Ngọc Thiện. Chúng con xin đi đầu cung kính giới thiệu sư cô Thích Nữ Liên Học từ Tịnh Xá Ngọc Xuân. Chúng con xin đi đầu cung kính giới thiệu sư cô Thích Nữ Thanh Liêm từ Tổ Định Minh Đăng Quang. Chúng con xin cung kính giới thiệu sư cô Thích Nữ Tịnh Nguyệt từ chùa Hương Tích. Chúng con xin cung kính giới thiệu ni sư Thích Nữ Minh Từ từ chùa Hương Tích. Chúng con xin đi đầu cung kính giới thiệu sư cô Thích Nữ Như Hạnh từ Liên Hải Tịnh Thất và sư cô Thích Nữ Bình Thủy. Xin trân trọng giới thiệu sư cô Thích Nữ Chân Phụng từ Tịnh Thất Phổ Quang. Chúng con cung kính giới thiệu sư cô Thích Nữ Như Nhã từ Tịnh Thất Từ Đức. Chúng con xin cung kính giới thiệu sư cô Thích Nữ Trí Liên từ Tổ Định Minh Đăng Quang. Chúng con xin cung kính giới thiệu ni sư Thích Nữ Minh Huệ từ chùa Diệu Pháp. Chúng con cung kính giới thiệu ni sư Thích Nữ Diệu Như từ chùa Diệu Pháp. Chúng con cung kính giới thiệu ni sư Thích Nữ Diệu Thơ từ chùa Diệu Pháp. Chúng con cung kính giới thiệu sư cô Thích Nữ Hạnh Hải chùa Diệu Pháp. Chúng con cung kính giới thiệu sư cô Thích Nữ Hiên Lương từ Tịnh Xá Trúc Viên. Chúng con cung kính giới thiệu sư cô Thích Nữ Chân Giác từ Niệm Phật Đường Phổ Độ. Chúng con cung kính giới thiệu ni sư Thích Nữ Huệ Thanh từ Tổ Định Minh Đăng Quang. Chúng con cung kính giới thiệu ni sư Thích Nữ Hà Liên từ Tổ Định Giác Lý. Chúng con cung kính giới thiệu ni sư Thích Nữ Như Bảo từ chùa Hương Nghiêm. Sư cô Thích Nữ Hoa Liêm từ Tịnh Xá Minh Đăng Quang. Chúng con cung kính giới thiệu sư cô Thích Nữ Liên Cương từ Tổ Đình Minh Đăng Quang và sư cô Thích Nữ Phước Nhẫn từ University of the West. Chúng con xin cung kính giới thiệu sư cô Thích Nữ Tịnh Hoàng từ Tịnh Xá Giác Lý, sư cô Thích Nữ An Tịnh từ University of the West, sư cô Thích Nữ Chân Như từ chùa Phật Bảo Ân. Chúng con xin được tiếp tục giới thiệu sư cô Ajin từ University of the West. Chúng con cung kính giới thiệu sư cô Thích Nữ Như Minh, sư cô Ni sư Thích Nữ Hạnh Giải từ Quang Âm Thiền Tự và Ni sư Thích Nữ Phước Trang.
Chúng con xin cung kính giới thiệu đặc biệt là sự hiện diện của các Venerable của các nước khác như là Venerable Pisa từ Chùa Điều Ngự và We Honorable Introduce Venerable Pumin Paul Yipunio in Wat Phan Khan Thibaram Lake, Elsinore. Also Venerable Sawan Sugun Varo, Venerable Watana Chacharato, Venerable Chunruk Taro và các chư tôn đức giáo phẩm tăng ni từ các quốc gia Sri Lanka, Lào, Cambodian, Korean, Myanmar, Chinese, Japanese, American. Ngoài ra còn có chúng con xin đi đầu cung kính giới thiệu một số quý vị chư tăng từ Thái Lan là Puri Punyo. We also honorable introduce Venerable Chumput Pudi. We honorable introduce Venerable Suwon, Venerable Watana, Venerable Mahanirut and Venerable Pibun. Tiếp trong ngày hôm nay để cùng với lại tiếp tay cho ban tổ chức, một lần nữa chúng con cũng xin được trân trọng cung thỉnh cũng như là gửi lời kính chào đến toàn thể các quý vị lãnh đạo tinh thần tôn giáo cũng như là các quý vị Phật tử đã vân tập về đây để chúng ta cùng nhau thực hiện mùa Vu Lan hiếu hạnh. Và chúng con rất là cảm động và vui mừng khi được ban tổ chức cho biết là ngày hôm nay có tất cả 300 các quý vị cao niên được con cháu dẫn tới đây, mà lần nữa chúng con rất là vui mừng và kính chào toàn thể tất cả các quý vị đồng hương khắp nơi, những người con về để cùng với cha mẹ chúng ta cùng nhau dâng lời cầu nguyện cho cha mẹ hiện tiền hạnh phúc và có sức khỏe. Và ngoài ra trong danh sách chúng tôi nhận thấy, thưa quý vị, cũng là người con, cũng là những người con có cha có mẹ đầy đủ. Và cũng trong niềm vui đó là các dân cử hôm nay mặc dù là bận rộn nhưng cũng có mặt, đó là trước hết chúng tôi xin giới thiệu chánh án là chánh án Cherry Phạm thuộc quận Cam tòa thượng thẩm, và cũng là phu nhân của giám sát viên quận Cam của chúng ta là luật sư Andrew Đỗ, thưa quý vị, thuộc văn phòng giám sát viên quận Cam. Và đặc biệt nữa, hôm nay đại diện cho thành phố Westminster, chúng ta cũng có nghị viên của thành phố Westminster là bác sĩ Kimberly Hồ. Và tiếp nối trong các quý vị lãnh đạo cộng đồng trong ngày hôm nay, các chức sắc, chúng tôi có giáo sư Vũ Xuân Trịnh thuộc Hội Ái Hữu Tây Sơn Bình Định. Và chúng tôi cũng có giáo sư Nguyễn Văn Phú thuộc Ủy ban Giám sát Liên đoàn Cư sĩ Phật giáo Hải ngoại. Và chúng tôi cũng nhận thấy có ông Hoàng Kim Thanh là Diễn đàn Dân quân Cán chính Việt Nam Cộng hòa. Và các cơ quan truyền thông báo chí đều có mặt trong ngày hôm nay. Và trước mắt chúng tôi đây trong ghế của vinh danh các quý vị thân phụ mẫu cao niên thì chúng tôi có cựu đại tá Lê Khắc Lý. Và nhất là có một số các quý vị rất đông mà ban tổ chức chốc lát nữa đây sẽ cung cấp cho danh sách cho MC để phổ biến gửi đến quý vị. Một lần nữa xin quý vị một tràng pháo tay thật lớn cho ngày Vu Lan mùa hiếu hạnh ở tại Chùa Điều Ngự trong năm nay. Kính bạch chư tôn đức tăng đi, kính thưa toàn thể tất cả quý đồng hương Phật tử, ái cầm xin mời bác sĩ Hoàng Lan, pháp danh là Diệu Phước, và đạo hữu Nhật Minh, đồng tưởng ban tổ chức lên đọc diễn văn chào mừng chư tôn đức tăng ni cũng như tất cả quý đồng hương Phật tử đã quan lâm về tham dự đại lễ Vu Lan năm nay tại chùa Điều Ngự. Dạ mô Phật. Dạ. Dạ thưa chúng con, chúng tôi là ba trong nhiều vị đại diện của chùa Điều Ngự hôm nay xin lên đây để chúc mừng quý vị. Dạ. Đây không cần, đứng đây đi.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Vu Lan Duyên Khởi Đại Hiếu Mục Kiền Liên Tôn Giả Chứng Minh. Kính Bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni. Kính thưa các vị dân cử. Kính thưa cơ quan báo chí, truyền thông, truyền hình. Kính thưa chư liệt vị Phật tử. Được sự chỉ định của Hòa Thượng Viện Chủ, Hòa Thượng Trụ Trì, trước hết chúng con xin thay mặt ban tổ chức trân trọng đón chào chư liệt vị. Nhân mùa lễ Vu Lan 2017, tức 2561 Phật lịch, ngày chư Phật hoan hỷ, ngày chư Tăng tự tứ, trong không khí tràn đầy hiếu đạo của Vu Lan Thắng Hội, thay mặt toàn thể Phật tử chùa Điều Ngự, chúng con xin chân thành kính chúc Hòa Thượng Viện Chủ Thích Viên Lý, Hòa Thượng Trụ Trì Thích Viên Huy cùng liệt vị chư tôn thiền đức được nhiều sức khỏe, an trú trong pháp lạc của chư Phật. Lễ hội Vu Lan là khởi nguyên từ hạnh hiếu của Bồ Tát Đại Hiếu Mục Kiền Liên, đã trở thành mùa lễ hội đẹp nhất của người con Phật thông qua tinh thần hiếu đạo và giá trị nhân văn sâu sắc. Lễ Vu Lan không những là buổi lễ thuần chất tâm linh mà còn mang ý điệp truyền tải nền hiếu đạo của người con đối với cha mẹ, thể hiện lòng biết ơn và báo ơn đối với hai đấng sanh thành, một đời yêu thương, dạy bảo con cái. Chính vì thế, lễ hội Vu Lan là lễ hội của tình thương của con trẻ dành cho cha mẹ, biểu đạt nền tảng đạo đức đối với gia đình, xã hội, văn hóa Đông phương. Mỗi năm đến ngày rằm tháng 7 âm lịch, toàn thể Phật tử Việt Nam và Phật tử khắp năm châu đều tổ chức long trọng lễ Vu Lan, cúng dường Phật và cúng dường Tăng Ni, dựa vào uy lực của giới đức Phật và chúng tăng, cầu nguyện cho cha mẹ đang còn sống được an lạc và cha mẹ đã quá cố được siêu thăng tịnh độ. Lễ Vu Lan hay Vu Lan Bồn là cứu tội bị treo ngược theo chữ Ulambana Sanskrit. Bồn có nghĩa là cái chậu đựng các thứ cúng dường Đức Phật và Tăng Ni. Đối với Phật tử Việt Nam, Vu Lan chính là cầu nối bắt nhịp cho con cháu gần gũi hơn với ông bà cha mẹ, là sự hồi tưởng về công ơn sanh thành dưỡng dục, cúc cung cư mang nuôi dạy cho con thành người thành danh với xã hội. Vì lẽ đó mà mỗi độ Vu Lan, hàng Phật tử lại cùng nhau câu hội về chùa nằm biểu đạt lòng hiếu đạo với cha mẹ hiện tại. Còn đối với cha mẹ đã khuất thì đem tâm chí thành phụng kính, cầu nguyện ngõ hầu báo đáp được phần nào tâm hiếu đạo khi cha mẹ đã quá cố. Chúng con, chúng tôi cùng toàn thể Phật tử chùa Điều Ngự cúi xin Tam Bảo gia hộ cho miền Texas mau thoát khỏi tai ách bão lụt. Chương trình cứu giúp lụt bão của Texas vẫn còn đang tiếp tục. Xin toàn thể chư liệt vị tiếp tay. Và chúng con cũng xin hồi hướng công đức của buổi lễ Vu Lan hôm nay đến tất cả những người dân miền Texas. Cuối cùng, chúng con xin kính chúc toàn thể quý khách và các Phật tử thân tâm thường an lạc,
Xin chư Phật từ bi giữ gìn tất cả. Chúng con luôn được an trú trong từ trường của Đạo Phật. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Tôn Giả Tác Đại Chứng Minh. Nam mô Vu Lan Hội Thượng Vô Lượng Thánh Hiền Tác Đại Chứng Minh. Mô Phật.